Cập nhật thông tin 3 trẻ ngộ độc botulinum sau khi ăn giò lụa. Mạng xã hội tạo hiệu ứng cho món ăn gỏi măng cụt đến nỗi mà các cơ sở chế măng cụt xanh những ngày này tuyển dụng nhiều lao động, tạo thêm thu nhập cho người làm. Nhiều tòa nhà tại New York, Mỹ áp dụng công nghệ thu giữ CO2, lọc khí thải gây hiệu ứng nhà kính để bảo vệ môi trường như thế nào? Dù không phải là món ăn mới, song thời gian gần đây, món ăn gỏi gà măng cụt bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội và nhanh chóng tạo thành trào lưu ẩm thực hút khách tại thành phố Hồ Chí Minh. Xu hướng này đã tạo ra một công việc thời vụ mới, đó chính là gọt vỏ măng cụt xanh để chế biến món gỏi gà. Nhiều cơ sở chuyên thu mua măng cụt xanh về sơ chế đã liên tiếp tuyển dụng lao động với mức thu nhập cao, giúp nhiều người cải thiện cuộc sống. Công việc gọt vỏ măng cụt chỉ đơn giản là tách vỏ ra và tỉa sạch. Với một người chưa từng làm việc này thì mất khoảng 3 phút để gọt xong một quả. Bạn nữ sinh viên này mới vào đây làm được vài ngày. Từ chỗ mỗi ngày chỉ gọt được 3-4 ký, giờ đây bạn đã có thể gọt được 6-7 ký một ngày. Tiền công mỗi ký là 80.000 đồng. Vậy là trung bình mỗi ngày bạn có thể kiếm được từ 4-500.000 đồng. Một ngày thu nhập 500 ngàn so với đi làm ở ngoài là gần cả nửa tháng. Nếu mà em không có lịch học trên trường là em sẽ dậy sớm tới làm. Rồi có lịch học thì mình về. Có dư thì em sẽ gửi về cho mấy đứa em ở nhà đóng học. Tại vì nhà em còn 3 đứa em còn nhỏ. Thu nhập cao đã thu hút được nhiều sinh viên tranh thủ làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tại cơ sở gọt măng cụt này, liên tục có khoảng 5 sinh viên đến làm việc. Với nhiều bạn, công việc này không quá vất vả mà thu nhập lại cao. Chỉ có cái bước gọt vỏ ngoài thì nó hơi mỏi tay một xíu. Em thấy thì công việc này nếu mà bỏ ra làm thì sẽ tạo được thêm thu nhập. Với lại đi làm ở đây thì mọi người cũng vui vẻ hòa đồng nên là cảm thấy cũng thích thú đi làm. Không chỉ những người trẻ mà ngay cả những người già cũng tranh thủ làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Bà Thoa, 63 tuổi. 3 tuần nay đều đến lấy măng cụt về nhà gọt vỏ để trang trải cuộc sống. Sáng khoảng 7 giờ cô qua lấy măng cụt về bắt đầu làm. Trưa cô nghỉ 1 tiếng, cô làm tiếp. Tới chiều khoảng 6-7 giờ xong. Ngồi lâu phải vô nghỉ chứ mỏi lưng. Thì cứ giao hàng là trả tiền. Cân bao nhiêu nhưng là trả tiền thôi. Hôm nay bỏ ống không à? Nhiều lắm. Theo chị Thu Hà, chủ cơ sở này, thì 2-3 năm gần đây, chị đều làm măng cụt xanh để bỏ xỉ cho các nhà hàng. Nhưng năm nay, số lượng hàng tăng đột biến. Chính vì vậy, những năm trước, chị chỉ cần thuê 5 người gọt vỏ, thì năm nay tăng gấp 4 lần. Mỗi ngày, chị cần 20 người làm công việc này. 2-3 năm trước thì cũng có mướn người, cũng có xỉ cho nhà hàng mối. Nhưng mà do năm nay, chắc do chen hay sao, thì số lượng nó đi lên. Nên là mướn người thì nhiều hơn so với năm ngoái. Bên em là bắt theo cặp á, là chỉ một người gọt, một người tỉa thì một cặp đó một ngày có thể kiếm được 1,2-1,3 triệu. Với sự linh hoạt về giờ giấc, không cần kinh nghiệm, công việc gọt vỏ măng cụt đang thu hút những người lao động nhàn rỗi. Công việc này có thể kéo dài khoảng 2-3 tháng nữa, phụ thuộc vào vụ thu hoạch măng cụt. Và như vậy sẽ có thêm việc làm và thêm thu nhập cho những người lao động thời vụ trang trải cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với mảnh đất là Nghệ An và Hà Tĩnh, mảnh đất miền Trung thân thương của chúng ta, cũng có rất nhiều những món ăn độc và lạ. Thưa quý vị, nhắc đến mảnh đất miền Trung thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến món ăn dân dã được làm từ mít xanh, đó là món nhút mít. Trước đây khi cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn thì đây là thức ăn mang hương vị cho bữa cơm đơn sơ của nhiều gia đình. Còn nay, nhút mít đã trở thành một món ngon để bà con lưu giữ văn hóa ẩm thực xứ Nghệ quê mình. Mít xanh, sả, củ kiệu, ớt tươi, cà pháo, củ giềng và lá đậu xanh. Kết hợp những nguyên liệu này với nhau sẽ thành món nhút mít. Cái vị của nó là có mặn, có ngọt, có chua, cho nên gọi là nhút. Cái món nhút mít này là không thể thiếu được. Mình nuôi sống mình từ nhỏ đến lớn, đời cơm hồi hồi với mình nhút là gọi là sống đó là thức ăn đó. Đây chỉ có đường vào chứ trước đây không có, mùa lụt nước con đồng quen đây chỉ có mình sử dụng thức ăn trong làng, trong nhà mình mà thôi chứ có. Không đi kèm được đâu cả. Mấy đời người này là đều làm cái nhút mít này ở đây ăn. Từng là món ăn bình dân của những vùng quê nghèo miền Trung, nhưng nhờ sự khéo léo của những người chế biến, nhút mít đã giữ được sức hút của mình trong đời sống hiện đại, trở thành món ngon được chọn làm sản phẩm OCOP của người dân xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Khi ăn thì phải trộn thêm đường, rau thơm, tạc rang nữa thì có thể là cái món ăn rất là ngon. Khách đi xa về thì có thể là họ mang một ít cái hộp nhút này để đi làm quà biểu cho
những nơi khác. Số lượng bán ra tương đối nhiều, đi các tỉnh miền Nam, miền Bắc, thậm chí là đi sang nước ngoài. Tháng 3 âm lịch là mùa làm nhút mít. Người dân sẽ đi chọn hái những trái mít xanh về để chế biến nhút, dùng trong suốt mùa hè. Dù đời sống đã được cải thiện nhiều, nhưng đây vẫn là một trong những món ăn khoái khẩu của người dân xứ Nghệ, vì nó không chỉ nhắc nhở những người con ở phương xa nhớ về quê hương, mà còn gắn kết thế hệ trẻ với truyền thống. Thưa quý vị, chỉ trong chưa đầy một tháng thì lượng điện tiêu thụ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phá kỷ lục 4 lần. Thông tin từ Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là các ngày 21, 25 tháng 4, ngày 5 và ngày 6 tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ đều đạt trên 93 triệu kW và đặc biệt là vào ngày 6 tháng 5 thì đã đạt gần 95 triệu kW và là mức cao nhất từ trước đến nay của thành phố. Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, nắng nóng tiếp tục kéo dài, nhiệt độ cao khiến cho việc sử dụng thiết bị làm mát gia tăng. Từ đó, lượng điện tiêu thụ liên tục phá kỷ lục. Đợt nóng gay gắt đầu tháng ở miền Bắc thì cũng đã làm cho công suất và sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc lên rất cao. Dự báo là trong các tháng 5, 6 và 7, miền Bắc sẽ bước vào cao điểm nắng nóng. Phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng, gây nguy cơ thiếu điện, nhất là khi lượng nước về các hồ thủy điện cũng đang giảm. Hồ thủy điện Trị An, tỉnh Đồng Nai, mặt hồ xuất hiện nhiều chỗ mặt đất bị nứt toác. Một số khu vực lòng hồ nước đã cạn. Thậm chí là lòng hồ giờ đã trở thành đường mòn cho xe máy của người dân đi vào. Không chỉ có hồ thủy điện Trị An, hiện đang có hơn 10 hồ thủy điện đã về sấp xỉ hoặc dưới mực nước chết. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố kiến nghị chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong các đơn vị, cơ quan, trường học, địa điểm công cộng, các hộ gia đình. Đến thời điểm hiện nay thì trên hệ thống là chúng tôi có tất cả các nguồn nào chúng tôi đã huy động hết, kể cả các nguồn chạy bằng dầu và chi phí có thể đắt, có thể lên đến 4.000 đồng, 5.000 đồng một số điện để đáp ứng cho cung cấp điện. Và trong thời gian tới thì tập đoàn cũng chỉ đạo chúng tôi sẽ tiếp tục huy động cái này để có một cái năng lực tốt nhất để đáp ứng cho hệ thống. Hệ thống đèn đường đã được lắp đặt đầy đủ nhưng nhiều năm nay không có đèn chiếu sáng. Đó là chuyện đang diễn ra ở phố Đỗ Nhuận ở phường Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 7 giờ tối, phố Đỗ Nhuận, Hà Nội. Nguồn chiếu sáng cho con phố chỉ là đèn xe của các phương tiện đi trên đường. Ngày nào cũng phải bắt chuyến xe buýt cuối cùng về Mê Linh. Bà Hoa cũng như nhiều hành khách khác đều phải chờ đợi cho bóng tối. Thật ra thì một năm nay tôi đi đây, tôi thấy nó cũng bất tiện bởi vì tôi cứ đứng đây này, không có đèn. Khó khăn hơn, mũi nhiều thật. Muốn có một cái đèn ở đây để ngồi ta ngồi, nó trông cho nó đỡ phải sợ đấy, sang đường nó nhất là nó đỡ rồi. Trời tối om, nhưng chị Hằng vẫn không ngơi tay. Ngày nào cũng làm việc trong điều kiện như vậy, lâu dần cũng thành quen. Nhưng cảm giác mất an toàn thì khó để quen được. Tối chúng em đi cầu sớm hơn một chút thì được, chứ có hôm nào có muộn chúng em cũng sợ. Không biết là phản hồi ở đâu và làm như thế nào để chúng em có thể có ánh sáng để chúng em lao động an toàn hơn. Người dân sống ở các tòa chung cư trên phố Đỗ Nhuận cũng đã chứng kiến được nhiều vụ tai nạn giao thông cũng như tình trạng mất an ninh an toàn do thiếu đèn chiếu sáng công cộng. Quẹt nhau ở đây thì rất nhiều rồi. Thứ hai là tối cho nên là có trường hợp mất xe. Ba nữa là có một cái vụ là tai nạn ở ngay đây thì cái khoai người ta đưa bệnh nhân đi, đưa tai nạn đi thì cái xe vẫn phất ở đây mấy tháng. Giữa cái thành phố Hà Nội này như thế này mà không lắp cho cái hệ thống chiếu đèn, trước hết là nó ảnh hưởng đến cái văn minh đô thị, rồi an toàn giao thông, trật tự đô thị. 7 năm trước, người dân đã gửi câu hỏi, đề nghị thành phố quan tâm lắp đặt đèn chiếu sáng trên một số tuyến phố, trong đó có phố Đỗ Nhuận. Câu trả lời sau đó là, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xem xét, chỉ đạo sở xây dựng khảo sát, lập kế hoạch lắp đặt đèn chiếu sáng trên các tuyến đường, tạo điều kiện bố trí nguồn ngân sách trong năm 2017. Đến năm ngoái, Hà Nội cũng cho biết sẽ chỉ đạo chủ đầu tư, tức là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp thành phố, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao công trình để đưa vào vận hành khai thác. Nhưng thêm một năm nữa đã qua, mong muốn của nhiều người dân sống ở phố Đỗ Nhuận lúc này vẫn chỉ đơn giản là có đèn đường chiếu sáng như các khu phố khác. Xin
Xin chào anh Thanh Tùng. Thời tiết ngày hôm nay của Hà Nội thì bắt đầu nóng và tôi nghĩ là nhiều nơi nóng rất là gắt. Vậy thì không biết là nhiệt độ so với ngày hôm qua thì thay đổi như thế nào thưa anh Tùng? Và hôm qua là chúng ta cũng đã cảm thấy là hơi nóng rồi đúng không ạ? Nhưng mà sang đến ngày hôm nay thì thực sự là cái nóng nó rất là rõ và nhiệt độ tại Hà Nội thì cũng đã tăng khá là nhiều ạ. Và cụ thể thưa quý vị là thời điểm 13 giờ hôm nay thì nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội đã tăng 3 độ so với hôm qua lên mức là 35 độ. Và cùng với Hà Nội thì hôm nay nắng nóng cũng xảy ra ở nhiều nơi khác của Bắc Bộ và Trung Bộ. Thậm chí là đã có những điểm nắng nóng gay gắt 37, 38 độ diễn ra ở Hòa Bình, Hồi Xuân, Tây Hiếu, ở Vinh, ở Hương Khê, Nam Đông hay là ở Ba Tơ. Sang ngày mai thì nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng, bao trùm khắp cả khu vực Bắc Bộ, cũng như là từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc Bộ sẽ là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ và độ ẩm trong không khí giảm xuống chỉ còn 45 cho đến 55%. Với khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên thì nắng nóng còn gay gắt hơn. Nhiệt độ cao nhất ở đây là 36 đến 39 độ, có những nơi là trên 39 độ và độ ẩm thấp nhất chỉ ở mức là 40 đến 50%. Dự báo đây là đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhất từ đầu năm cho đến bây giờ ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Nắng nóng sẽ duy trì cho đến hết thứ ba của tuần sau, tức là ngày 23 tháng 5. Và trong đó nắng nóng cao điểm thì sẽ rơi vào ngày mai và các ngày từ 21 đến 23 tháng 5. Và sẽ có những nơi nhiệt độ có thể là trên 40 độ, tập trung ở vùng núi Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng rất cao, tiềm ẩn nguy cơ quá tải, chập cháy. Thực tế là đã xảy ra những vụ chập cháy điện gây thiệt hại cả về người và tài sản. Để tránh các sự cố đáng tiếc về cháy nổ, quý vị hãy lưu ý là chúng ta không nên dùng cùng một lúc các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm. Hãy khóa bếp ga, tắt các đồ dùng bằng điện khi không sử dụng. Và trước khi rời khỏi nhà hay là trước khi đi ngủ thì quý vị hãy kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng. Và mỗi gia đình cũng nên sẵn sàng các tình huống thoát nạn khi có cháy. Còn bây giờ chúng tôi chuyển sang phần dự báo cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội đêm nay không mưa, nhiệt độ là 27 độ. Ngày mai thì trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 38 độ. Thành phố Huế đêm nay không mưa, trời dịu mát với mức nhiệt 26 độ. Ngày mai nắng mạnh, nhiệt độ tăng lên mức nắng nóng gay gắt 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay có mưa rào vài nơi 27 độ. Ngày mai trời nắng nóng, nhiệt độ 36 độ, về chiều tối chuyển mưa dông. Sau khi ăn chả lụa bán dạo không rõ nguồn gốc, gia đình 4 người tại thành phố Hồ Chí Minh đều có biểu hiện đau bụng, nôn ói và tiêu chảy nhiều. Trong đó thì có 3 bệnh nhi được chẩn đoán là ngộ độc botulinum. Hiện thì các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Trước đó vào sáng ngày 13 tháng 5, dì của các bệnh nhi có mua giò lụa từ người bán dạo không rõ nguồn gốc để ăn với bánh mì. Sau khi ăn khoảng từ 12 đến 18 giờ cùng ngày thì cả 4 người đều xuất hiện các triệu chứng như là đau bụng, buồn nôn, ói, tiêu chảy nhiều lần. Đến sáng ngày hôm qua thì xuất hiện thêm triệu chứng yếu dần tứ chi, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản thở máy. Sau khi hội chẩn thì các bác sĩ nghi ngờ nhiễm độc botulinum do ăn giò lụa. Tuy nhiên thì thuốc giải độc botulinum hiện chỉ còn lại ở 2 lọ. Do đó mà ngay trong đêm các bác sĩ đã chuyển thuốc BAT từ Quảng Nam về thành phố Hồ Chí Minh. Đến 6 giờ sáng nay thì sức khỏe các bệnh nhi đã được cải thiện và tiếp tục theo dõi đánh giá tình trạng sau 4 giờ mỗi lần. Ngộ độc botulinum do vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra và nếu như điều trị trễ thì bệnh nhân có khả năng sẽ liệt cơ, suy hô hấp, phải thở máy từ 3 đến 6 tháng. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết là vừa chuyển thuốc giải độc từ Quảng Nam về để cứu sống 4 người trong một gia đình bị ngộ độc botulinum. Hiện 3 bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 và 1, được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Để có thêm thông tin về tình trạng của bệnh nhân, chúng tôi đã kết nối điện thoại với bác sĩ Lê Quốc Hùng là trưởng khoa bệnh viện bệnh nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy. Xin chào bác sĩ ạ. Xin bác sĩ cho biết là tình trạng của 4 bệnh nhân và nguyên nhân gây ngộ độc ạ. Trong một cái gia đình chỉ có 4 người ăn cái giò chả, cái giò lụa đó, thì cả 4 người này có cái triệu chứng lâm sàng giống như nhau, rối loạn tiêu hóa. Sau khi ăn 10 đến 16 tiếng sau thì các cái cơ tứ chi bị yếu thì dần dần và tùy theo cái mức độ mà nhiễm độc nặng nhẹ và các cái biểu hiện cái cơ khác nhau. Chính vì vậy nên là 3 đứa trẻ là những cái người ăn nhiều nhất thì nó có triệu chứng nặng hơn và trong dịch có một bé với mức độ phải siêu hấp và phải thở máy. Thế còn cái người lớn còn lại đó, thì nó chỉ có rối loạn tiêu hóa mà thôi.
do cái lượng người ta ít. Quay trở lại cái vấn đề, cái câu hỏi của em về vấn đề cái nguyên nhân ngộ độc là gì, thì mình thấy là người ta tất cả các bữa ăn nó giống nhau, từ trước khi bệnh đến khi phát bệnh. 10 người thì trong đấy chỉ có 4 người ăn cái loại thức ăn là chả lụa đó thì mới bị, thì có nghĩa là chúng ta khu trú vào cái vấn đề chả lụa. Để không rơi vào thế bị động, đối mặt với nguy cơ đứt gánh giữa đường trong khi không kịp thời để xoay sang các phương án khác, như là học sinh hệ học song bằng tại các trường trung học cơ sở công lập năm ngoái khi mà đầu vào cấp trung học phổ thông thắt chặt. Năm nay, trong khi chờ đợi chỉ tiêu tuyển sinh hệ này, nhiều học sinh và gia đình đã có kinh nghiệm hơn. Dù nguyện vọng lớn nhất vẫn là tiếp tục được theo học hệ song bằng, thế nhưng học sinh cũng dành thêm thời gian học tập để tăng khả năng cạnh tranh trong kỳ thi vòng 10 ở hệ thường. Đây là toàn bộ sách giáo khoa tài liệu của hệ Cambridge. Đây là một số sách vở trong tài liệu học thêm của con để mà bố mẹ chuẩn bị cho con để mà con thi vào 10. Số lượng sách vở ở đây rất là lớn. Lượng sách vở gia tăng, tỷ lệ thuận với sự vất vả hơn trong việc học. Nhưng theo chị Nga, điều này là cần thiết để thêm cơ hội vào 10 cho con. Con hiện theo học lớp 8 hệ song bằng tại trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Ngay từ đầu năm, ngoài thời gian học 2 buổi sáng chiều tại trường, chị Nga lại tìm lớp học thêm toán và tiếng Anh cho con. Khi mà các con vào cấp 3 thì cái đầu vào của sở giáo dục của chúng ta lại thắt chặt của hệ song bằng là 350 cháu của một khóa thì giờ chỉ còn 100. Thế thì vậy thì 250 cháu sẽ đi đâu? Từ lớp 8 là các cha mẹ chúng tôi cũng đã cho các con học các lớp học thêm để mà duy trì được cái việc là đến lên lớp 9 các con bám theo được chương trình để các con ôn thi vào lớp 10. Theo phần lớn phụ huynh, chương trình song bằng cấp trung học cơ sở đạt hiệu quả rõ rệt. Nhiều phụ huynh kỳ vọng chỉ tiêu tuyển sinh hệ này ở các trường trung học phổ thông công lập có sự gia tăng, đáp ứng nhu cầu học sinh, tránh lãng phí bằng cấp các con có được sau 4 năm. Đến năm nay thì cũng chưa có gì rõ ràng cả. Các phụ huynh thì mong muốn là được học đúng theo lộ trình, có nghĩa là được lên ASE level luôn. Phương án tìm kiếm chương trình đào tạo song bằng tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập cũng được các gia đình tính đến. Dù vậy, mức học phí, chất lượng đào tạo cũng như định hướng học tập là điều phụ huynh băn khoăn. Mà đại đa số là các phụ huynh ít sự lựa chọn. Tuy nhiên là riêng đối với cả các trường quốc tế thì hiện nay cũng có đào tạo về hệ KEM nhưng mà đều là những trường rất là mới, chưa có thí điểm và chưa có cái kết quả cụ thể đối với cả chương trình giáo dục Cambridge, nên là phụ huynh hơi kiểu có nhiều cái điểm lăn tăn và băn khoăn về cái vấn đề đấy. Chúng tôi có một số gợi ý cho cha mẹ học sinh. Nếu như học sinh vẫn có nguyện vọng học tiếp hệ song bằng tú tài ASA level, các con có thể đăng ký vào hệ lớp 10 học Anh ngữ học thuật AE, sau đó các con sẽ học một năm ở lớp 10 Anh ngữ học thuật AE để các con có thể được bồi dưỡng tiếp những kiến thức kỹ năng cần thiết, và đến lớp 11 thì khi đó các con có thể đăng ký vào hệ AS hoặc A level. Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chương trình song bằng tú tài là 2 lớp mỗi trường, tức là vẫn giữ nguyên so với năm ngoái là 100 em. Như vậy, bên cạnh nguyện vọng tiếp tục theo học hệ này, hàng trăm học sinh cấp 2 hệ song bằng sẽ phải chủ động các phương án vào 10 của mình. Thưa quý vị, trong nhiều ngày qua, lượng người tới Sở Tư pháp Hà Nội xác minh lý lịch tư pháp tăng đột biến. Có thời điểm quá tải, phải xếp hàng dài vài chục mét từ trong nhà ra đến ngoài giường. Và thưa quý vị, hồ sơ thủ tục xin cấp rất đơn giản, gồm tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp kèm theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, nhu cầu quá lớn đã dẫn đến tình trạng người dân phải chờ đợi. Từ ngoài sân cho đến dọc hành lang và trong phòng, từ 8 giờ sáng, nhiều người dân đã đến đây để nộp hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Nhiều nhất là những lái xe công nghệ, từ xe ôm đến taxi. Anh Thắng tranh thủ đến từ sớm, lấy số, đợi trong một buổi sẽ đến lượt. Nhiều người nhà xa đến muộn hơn sẽ phải sang buổi chiều. Ví dụ mà người ta đòi hỏi lại thì mình lại phải cấp lại. Đấy. Nó ví dụ như mình bây giờ là xin là để chạy xe công nghệ thì người ta đòi hỏi thì mình lại cấp lại. Đấy. Trước thì mình cũng nộp rồi, nhưng bây giờ người ta lại đòi hỏi. Lại cấp lại thôi. Phòng chờ làm thủ tục luôn kín ghế chờ. Nhiều người đứng đợi để đến lượt. Có nhiều người dân ở các huyện ngoại thành thậm chí phải tính phương án di chuyển từ hôm trước và ở lại nhà người thân để sáng hôm sau ra sớm nhất có thể. Anh Tuyến xin làm bảo vệ cho một công ty và công ty cũng yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp.
đại đa số là những người mà đi xin, là có những người cách xa sở tư pháp rất là xa, ví dụ như là của Hà Nội mình thì là những người từ Ba Vì chẳng hạn xuống đây, từ trên đấy xuống đây rất là cách nhỡ, rất là mất thời gian, cái quãng đường đi rất là xa, thậm chí là nếu mà không đi sớm trong ngày là có thể là không làm được và phải quay lại. Ba phòng nhận hồ sơ với 10 cán bộ làm việc liên tục. Thời gian giải quyết các thủ tục những ngày này tăng thêm từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi mỗi ngày so với quy định. Không chỉ tiếp nhận trực tiếp, người dân có thể gửi hồ sơ trực tuyến và theo đường bưu điện. Thành phố Hà Nội mới đây đã có văn bản yêu cầu Sở Tư pháp Hà Nội phải liên tục đổi mới phương thức tiếp nhận hồ sơ nhằm giải quyết việc người dân phải xếp hàng chờ đợi. Nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của người dân có xu hướng tăng. Từ cuối năm ngoái tới nay, tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh hay là Nghệ An, tình trạng này cũng tăng đột biến. Các cơ quan cấp phiếu đang thực hiện giải pháp để làm sao mà cấp phiếu đúng và trước thời hạn quy định. Hiến pháp năm 2013 và nhiều luật cũng quy định bảo vệ thông tin cá nhân. Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trong bối cảnh hiện nay phải đặt nhiệm vụ là bảo vệ thông tin cá nhân lên hàng đầu và phải thực hiện đúng mục đích, ý nghĩa. Phiếu lý lịch tư pháp như nó vốn có. Luật lý lịch tư pháp đã ra đời cho thấy vai trò quan trọng của lý lịch tư pháp ở Việt Nam. Lý lịch tư pháp giúp cho tòa án quyết định áp dụng các tình tiết tăng nặng khi tái phạm nguy hiểm theo quy định của Bộ luật hình sự. Lý lịch tư pháp giúp tòa án trong quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, thương mại, lao động và hành chính. Lý lịch tư pháp hỗ trợ hoạt động tuyển dụng, quản lý nhân sự trong một số lĩnh vực đặc biệt bao gồm bảo hiểm ngân hàng, chứng khoán, y tế, giáo dục nghề nghiệp, khoa học công nghệ, cấp giấy phép lao động. Lý lịch tư pháp cũng hỗ trợ cho việc đánh giá tình hình tội phạm, thống kê tội phạm. Lý lịch tư pháp ghi nhận việc xóa án tích cho người bị kết án, góp phần giúp người từng bị kết án tái hòa nhập với cộng đồng và thể hiện rất lớn chính sách nhân đạo của pháp luật hình sự nước ta. Thưa quý vị, cần phải nhấn mạnh lại rằng là theo luật lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp là phiếu có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án. Phiếu được yêu cầu cần theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, phiếu lý lịch tư pháp đang bị các tổ chức cá nhân lạm dụng tràn lan, gây sức ép tới cơ quan cấp phiếu. Phiếu lý lịch tư pháp hiện có 2 mẫu. Phiếu số 1 sẽ không ghi án tích đối với những trường hợp án tích đã được xóa. Phiếu số 2 ghi đầy đủ án tích dù được xóa hay không được xóa. Phiếu số 2 chỉ cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cá nhân và không phục vụ cho các mục đích khác. Thế nhưng trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn yêu cầu trong hồ sơ tuyển dụng phiếu số 2. Anh Hùng lái xe công nghệ định chuyển sang lái ô tô cho một doanh nghiệp. Hôm nay anh lấy phiếu lý lịch thứ 2 để nộp cùng hồ sơ theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng. Y một đơn vị là có một cái chính sách và cái yêu cầu khác nhau, chứ không phải cái nào giống cái đơn vị nào giống đơn vị nào. Có thể là người ta vẫn có cái e ngại với những người họ có án tích. Chị Hầu thì làm dọn vệ sinh cho một công ty. 6 tháng một lần, công ty yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp. Nhiều lao động phổ thông như chị làm các công việc như công nhân, bảo vệ. Nhiều người đến đây 4 đến 5 lần để xin cấp phiếu. Trước đây mấy năm tôi đi làm ấy, thì khai bằng giấy thì nó dễ. Phát cho tờ giấy ngồi khai xong, bây giờ khai trên máy tính lại phải nhờ bạn mới khai. Công giản đơn giản nhất, dọn dẹp nhất đó dọn vệ sinh, chứ có phải gì đâu mà cũng phải giấy tờ như thế. Sau đại dịch Covid-19, nhu cầu du học, xuất khẩu lao động và các hoạt động sản xuất gia tăng, nhiều cơ quan doanh nghiệp yêu cầu người lao động nộp phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ xin việc. Nguyên nhân khiến số lượng yêu cầu phiếu tăng vọt. Luật lao động không quy định về cái vấn đề là người sử dụng động có quyền khai thác những vấn đề đấy đối với người lao động, trừ những cái trường hợp rất cụ thể thì luật đã quy định rồi. Do vậy thì tôi nghĩ rằng là chính chủ sử dụng lao động và người lao động cũng cần phải được tiếp cận đến thông tin này để tránh chúng ta không lạm dụng và không làm sai quy định pháp luật. Và đặc biệt chúng tôi nói lại là đây là vấn đề nhân thân của một con người. Luật quy định rất nhân văn là gì, là nếu đã đương nhiên được xóa án tích thì trong lý lịch tư pháp đấy không được ghi nữa. Chỉ 4 tháng đầu năm, số phiếu cấp trên toàn quốc đã gần bằng số phiếu của cả năm 2021.
Trước tình hình này, để đảm bảo nhu cầu cấp phiếu của người dân, Bộ Tư pháp cũng đã có chỉ đạo hướng dẫn cơ quan cấp phiếu tại các địa phương đảm bảo nhân lực và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ Tư pháp cho biết không khuyến khích việc yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp tràn lan, không thực sự cần thiết và không đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là phiếu lý lịch tư pháp số 2 ghi đầy đủ án tích dù đã được xóa hay không được xóa. Vì vậy, điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân. Rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật để có tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện thể chế pháp luật và chính sách. Trong đó đặc biệt chúng tôi lưu ý là phải có những cái quy định để kiểm soát tốt hơn cái tình trạng mà yêu cầu xuất trình không đúng phiếu lý lịch tư pháp cũng như là xử lý vấn đề lạm dụng phiếu lý lịch tư pháp hiện nay. Trong cái việc mà mong muốn là tuyển dụng những cái người lao động mà có cái đạo đức tư cách hoặc là những cái phẩm chất tốt thì cái đó là cái nhu cầu chính đáng thôi. Thế nhưng như thế nào để không lạm dụng phiếu lý lịch tư pháp, đấy là cái điều mà chúng ta cần phải bàn và phải có cái chính sách và các cái giải pháp rất rõ ở đấy. Bởi vì Bộ luật hình sự đã khẳng định là gì, cái người được xóa án tích là được coi là chưa bị kết án, tức là để tạo điều kiện nhân đạo cho họ được tái hòa nhập cộng đồng. Nếu như là tất cả các thông tin đó luôn luôn kề bên họ thì họ rất khó tái hòa nhập cộng đồng. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta có cái chế định trong Bộ luật hình sự là xóa án tích để người đó có thể là như người dân bình thường tái hòa nhập cộng đồng. Bộ Tư pháp khẳng định luật lý lịch tư pháp không đặt ra yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Những yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải có quy định cụ thể pháp luật chuyên ngành. Trước mắt thì sẽ cần có những quy định để kiểm soát tốt hơn về tình trạng yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp không đúng mục đích và sử dụng lạm dụng như hiện nay. Tại các thành phố lớn của Mỹ, các tòa nhà cao tầng sử dụng năng lượng để sưởi ấm hoặc là chạy điều hòa làm mát đã trở thành nguồn phát thải khí CO2 lớn nhất. Để giảm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, nhiều tòa nhà tại New York, Mỹ đã áp dụng công nghệ thu giữ CO2, lọc khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước khi thải ra môi trường. Nhìn từ bên ngoài, khu chung cư ở quận Manhattan trông giống như bất kỳ tòa nhà sang trọng nào khác ở thành phố New York, Mỹ. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của tòa nhà là hệ thống thiết bị gồm các bể chứa và ống xoắn lắp đặt bên dưới tầng hầm có khả năng thu giữ khí carbonic nhằm giảm lượng khí thải của tòa nhà cao 30 tầng này. Hệ thống thu giữ và lọc khí CO2 từ các nồi hơi lớn trước khi thải khí qua ống khói ra ngoài môi trường. Hệ thống giúp giảm lượng khí thải CO2 từ các thiết bị sử dụng khí đốt tự nhiên, chẳng hạn như hệ thống sưởi ấm hay điều hòa nhiệt độ trong tòa nhà. Ở New York, các tòa nhà cao tầng là nguồn phát thải CO2 lớn nhất, nhiều hơn cả các phương tiện giao thông. Nhiều tòa nhà khác ở New York đã lắp đặt các hệ thống tương tự, có khả năng thu giữ khí carbonic, đưa khí vào các bể chứa và sau đó bán cho các công ty sản xuất đồ uống có ga, xà phòng hoặc là bê tông. Công nghệ thu giữ khí carbonic đã được thực hiện trong ngành dầu khí và giờ đang được ứng dụng rộng rãi hơn. Đây là bước tiến tích cực để tiến tới việc giảm phát thải khí carbonic từ các tòa nhà đô thị. Theo quy định mới của chính quyền New York, kể từ năm 2024, các chủ sở hữu tòa nhà có diện tích trên 2.300 m² phải thực hiện cắt giảm đáng kể lượng khí thải, nếu không sẽ bị xử phạt. Khoảng 50% số tòa nhà New York phải tuân thủ quy định này. Giới chuyên gia cho biết nếu không hành động, các chủ cao ốc ở New York có thể đối mặt với khoản tiền phạt lên đến $1 triệu mỗi năm, bắt đầu từ năm 2030. Còn bây giờ thì chúng tôi lại muốn mời quý vị đến gặp một đầu bếp người Nigeria đã tiếp tục hành trình lập kỷ lục thế giới mới về thời gian nấu ăn không ngừng trong nhiều giờ nhất. Ngày hôm qua thì cô đã lập kỷ lục là nấu ăn liên tục trong hơn 100 tiếng đồng hồ. Cô Hilda Basi đã bắt đầu nấu ăn từ hôm thứ Năm của tuần trước và tính đến 15 giờ ngày 15 tháng 5 thì cô đã đứng nấu trong hơn 97 tiếng, vượt qua kỷ lục trước đó do đầu bếp người Ấn Độ giữ là nấu ăn trong 87 giờ và 45 phút. Nhiều người có mặt tại khu bếp và theo dõi trực tuyến đã cổ vũ cô tiếp tục đạt được mốc là 100 giờ nấu ăn. Kể từ khi bắt đầu thực hiện quá trình nấu ăn này, cô Basi đã chỉ nghỉ 5 phút mỗi tiếng hoặc cộng dồn 1 tiếng sau 12 tiếng nấu ăn để đi tắm, nghỉ ngơi và kiểm tra sức khỏe. Cô cũng cho biết là muốn truyền cảm hứng cho giới trẻ Nigeria về sự chăm chỉ và quyết tâm khi làm việc. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness cho biết là sẽ tiến hành kiểm tra các thông tin trước khi xác nhận kỷ lục này cho cô Basi.